Tham gia hội chợ triển lãm thương mại là hoạt động chiến lược giúp công ty Rita mở rộng kinh doanh và tiếp cận thị trường mới. Trong tháng 5 2024, công ty Rita đã tham dự hai hội chợ quốc tế là Thái Fích tại Thái Lan và PLMA tại Hà Lan. Thái Fích là sự kiện thường niên lớn và uy tín tại khu vực châu Á, thu hút hàng ngàn công ty từ khắp nơi trên thế giới. Qua 5 ngày diễn ra hội chợ, gian hàng được thiết kế theo phong cách nhiệt đới của công ty Rita đã thu hút hơn 2.000 khách hàng ghé thăm gian hàng. Trong đó, sản phẩm trà sữa mới ra mắt nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm quen thuộc như nước trái cây, nước dừa, sữa thực vật, nước tăng lực, cà phê, trà cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Bên cạnh Thái Fích, triển lãm nhãn hàng riêng PLMA tổ chức tại Hà Lan là nơi quy tụ của các nhà bán lẻ và các nhà sản xuất để tìm kiếm những sản phẩm và ý tưởng mới để phát triển nhãn hiệu thương hiệu riêng của mình. Tham dự PLMA, công ty Rita có cơ hội tiếp cận với thị trường châu Âu và các nước phát triển khác trong khu vực. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tham dự các hoạt động triển lãm được xác định là hoạt động đẩy mạnh kinh doanh hàng đầu của công ty Rita. Thông qua việc tham gia các sự kiện như Thái Fích, PLMA và các triển lãm quốc tế khác, Rita không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm kiếm đối tác mới mà còn cập nhật xu hướng, nâng cao kiến thức và xây dựng uy tín thương hiệu trên toàn cầu.